mọi người cái kìm mỏ quạ của hãng Elora ha. Đây, kìm mỏ quạ của Elora model 131BE-240. Khi các bạn đặt hàng hay là hỏi giá thì sẽ đặt theo cái mã này, 131BE-240. Vui lòng đọc khi hỏi hàng, hỏi giá hoặc là đặt hàng nha. Chiều dài của nó là tổng chiều dài của cái cây kìm này là 240mm. Đây, có cái kìm này nó có 1, 2, 3, 4 bước điều chỉnh. 4 bước điều chỉnh. 3 bước điều chỉnh chứ. 1, 2, 3. Khi điều chỉnh cái độ mở ngàm thì chúng ta sẽ banh nó hết ra như thế này, xong kéo. Đó, kéo trượt lên trượt xuống ở trên đây. Đấy, như thế này. Đó, mức này là mức nhỏ nhất nè. Rồi, đây là mức to nhất nè, độ mở ngàm lớn nhất của nó. Xem mình đo xem độ mở ngàm lớn nhất của cái này là được 40mm ha. Độ mở ngàm lớn nhất của cái kìm mỏ quạ này là 40mm. Đó. Chiều dài, tổng chiều dài của nó là 240mm. Loại này được xem là loại cũng mới ha, loại mới của Elora. Đây là phần chuôi tay cầm, thiết kế có hai cái ngán để chống tuột tay trong quá trình thao tác. Chuôi bọc nhựa màu vàng và đen là màu đặc trưng của Elora rồi. Đây là cái phần đầu. Phần đầu ha. Kìm, cái đầu của nó giống như con quạ cho nên là gọi là kìm mẫu quạ ha. Loại kìm này thì chúng ta dùng kẹp ống nước, kẹp cái phôi tròn gì đấy, có đường kính lớn nhất là 40mm trở xuống.